Rồi, mình sẽ tiếp tục chỉnh sửa cái mesh này. Bấm Shift Z ha, đưa vào trục vòng. Bây giờ nhiệm vụ của mình là mình phải thêm những cái lưới, cái điểm để mà mình căn chỉnh cho nó đúng. Bây giờ mình sẽ Ctrl R để mình thêm một đường ở đây, đó, đúng không? Rồi, bây giờ mình cũng CNC, di chuyển nó lên như thế này, đó. Rồi, đường này nó thiếu, bây giờ mình phải thêm một đường nữa chỗ này, đúng không? Đó, bây giờ CNC nó không có đi xuống, đúng không? Thì các bạn để ý là CNC nó sáng cái đường nào lên đó. Thì mình di chuyển cái đường đó, ví dụ như hướng lên trên nè, sáng lên nè. Thì như vậy á, thì các bạn phải bấm phím An, nó sẽ dài ra, đó. Ví dụ như là ở đây luôn đi, đó. Ở đây cũng vậy, Ctrl R, hoặc là cái chỗ này mình có được cái đường ở giữa, có được hai đường hai bên, thì Ctrl B, lăn con chuột ở giữa một cái là nó sẽ có được một đường. Rồi, Ctrl R, di chuyển nó vô đây, Ctrl R, chuyển nó vô đây, ZNZ, hướng lên trên một chút, bấm phím An, ZNZ, hướng cho nó cái đường sáng lên trên một chút, bấm phím An, thằng này, ZNZ đi lên, đó, móc vô đây. Rồi, ok, thằng này tương tự, Ctrl B, ZNZ đi lên, đó, ZNZ đi lên. Đây, thằng này ZNZ, hướng lên trên, bấm phím A. Bây giờ tới cái thằng này, Ctrl R, vô đây, ZNZ, bấm phím A. Đó. Thế là xong, mình đã đi được những cái đường lưới cơ bản. Bây giờ tiếp tục quay lại cái chỗ này, Ctrl R là để xoay, đúng không? Đó, khoan để mình save nó lại trước đã. Mình Ctrl S, thì cái file này vẫn là file số 4 của cái headphone ha. Ctrl S. Rồi, ok, bây giờ tiếp tục là mình sẽ kiểm tra một số cái. Ví dụ như là chỗ này mình thấy điểm nó được rồi ha. Bây giờ mình sẽ chọn tất cả các cái điểm ở dưới và mình sẽ extrude cho nó thành một cái bề dày E and Y ha. Ctrl Naps nó vô đây. Thì cái hướng của nó vẫn bị đi ra, cho nên là các bạn bấm S, chụp gì, chụp Y, bấm số 0 là nó sẽ phẳng một cái, một nó sẽ phẳng một đường thẳng tuyệt đối luôn. Z and Y, Ctrl để snap vô. Đó. Rồi lúc này á thì mình hay dùng cái mắt cáp, là cái mắt cáp này. Đó. Thì cái clip mà mình chia sẻ về cái mắt cáp cũng có rồi, các bạn xem lại ha. Thêm cái mắt cáp này vô nè. Đó, mình hay dùng cái mắt cáp này. Rồi bây giờ mình sẽ thêm một cái nữa, đó là cái mình sẽ bật cái mirror này lên cái đó. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ add một cái Subdivision Surface. Mình sẽ chuột phải bấm Shadow Smooth, chọn nó đó, Smooth đó. Thì bây giờ các bạn sẽ thấy một cái hiện tượng, đó là cái gì? Những cái đường này nó phải ôm vòng cung nó mới đẹp. Nhưng mà những cái lưới của mình nè, thấy không? Nó nhiều, cho nên nó có một cái hiện tượng là giống như là nó gãy khúc ở đây nè. Đó. Thì làm sao để xử lý nó đây? Rồi tiếp tục, bây giờ mình sẽ xử lý nó. Ví dụ như mình cho bằng 2 luôn, tắt cái thằng này luôn. Mình thì hay bật những cái Optimum Display lên xuống để mình nhìn cái lưới của nó thôi. Rồi bây giờ mình sẽ xử lý cái thằng này. Mình sẽ tạm thời tắt cái Subdivision, mình Edit Mode nó lên. Thì mình sẽ thêm ở đây một cái đường như thế này. Đó. Mình sẽ di chuyển nó Shift Z để chuyển qua X-Ray ha. Đó. ZNZ di chuyển ngược lên. Ví dụ như là tới đây đi. Tới đây đi. Ở đây một đường. Ctrl R thêm ở đây một đường nữa. À khoan, làm từng cái đi ha. Thì bây giờ để làm như vậy thì các bạn phải mình thêm một cái đường như thế này. Thì mình làm các bạn sẽ thấy, sẽ hiểu là cách vì sao mình lại thêm một cái đường ở đây. Thì bây giờ mình sẽ Ctrl R ở đây một đường và mình bấm phím H để ẩn nó đi. Đó. Mình tắt luôn cái mirror luôn. Các bạn sẽ thấy là nó lõm một đường ở cái đường này, đúng không? Rồi bây giờ các bạn xem mình làm. Bây giờ mình sẽ bấm Alt click vô những cái đường này. Đó. Mình ZNZ. Nhưng mà trước khi ZNZ, các bạn bật cho mình cái thằng Auto Mode này. Nó sẽ giúp cho cái việc mà mình sẽ di chuyển tất cả các cái điểm này vô một cái điểm này, và nó sẽ tự động mệt thành một điểm luôn. Thì lúc này nó sẽ không có bị cái gọi là cái overlay á, tức là một điểm một chỗ mà có hai hoặc nhiều điểm hả. Rồi bây giờ mình bấm ZNZ nè, vô đây hả, là mình sẽ có được một điểm duy nhất. Ồ, mình chưa bật nha. Đó, chưa bật cho nên là các bạn thấy không, một chỗ nhưng mà nó lại có hai điểm, thấy không, là do mình chưa bật. Bây giờ mình Ctrl Z lại mình bật lên đó. Rồi bây giờ mình ZNZ nè, vô. Bây giờ các bạn thấy chỉ có một điểm thôi đó. Chứ nếu không làm bước này thì các bạn sẽ phải làm thêm một bước nữa, là các bạn phải chọn hết tất cả các điểm, sau đó các bạn bấm phím M và các bạn phải chọn là By Distance, là nó sẽ loại trừ, nó mệt Vertex
bay nè ha. Đó. Là nó sẽ điểm nằm trùng với nhau á, nó sẽ hợp thành thành một điểm, thì mất công làm thêm một bước đó thôi. Đó, cho nên là cái ý nghĩa của cái automat này nè là nó như vậy. Rồi, bây giờ mình làm được một điểm ở đây rồi đúng không? Tiếp tục là mình sẽ làm cái thằng này. Ấn phím An ha, ZNZ. Đó. Nhớ là mình đã ẩn cái đường ở đây rồi nha. An ZNZ. Đây cũng vậy luôn. An ZNZ. An ZNZ. Rồi, bây giờ mình sẽ An H, tức là hiện lại cái đường thẳng, những cái điểm, những cái đường mà mới nãy mình đã ẩn đi, an h. Rồi bây giờ các bạn sẽ thấy một điều, nó sẽ nằm ở đây đúng không, nó cái đường này nè. Đó. Bây giờ các cái điểm nó sẽ tự động nó tạo cho mình một cái ở đây hình như. Rồi ok, không sao hết. Rồi tiếp tục là mình sẽ ẩn. Rồi bây giờ mình ví dụ như mình bật cái mirror lên và mình subdivision nó lên thì hiện tượng nó vẫn còn đó, nhưng mà nó đỡ rồi, có nghĩa là cái phương pháp của mình vừa làm là nó hiệu quả đúng không. Chỉ là mình còn đang là giữ chỉ là cái các cái điểm máu này nó còn cái đường này đó, thì mình cũng làm tương tự luôn, mình sẽ ẩn cái đường nó đi nữa. Nhớ kiểm tra cho nó kỹ là nó còn bị dính lại hay không. Rồi mình bấm phím An, mình tiếp tục ZNZ vô đây luôn. An ZNZ. An ZNZ. Nhớ là mình đang kiểm soát là cái auto mode này nha. An ZNZ. Đó. Rồi mình NH. Rồi mình bật mirror, bật subdivision lên. Thì lúc này các bạn sẽ thấy là nó không còn nữa nè. Thấy không? Đó. Đó. Không còn cái ngấn. Đó. Nhưng mà có một cái vấn đề ở đây á, là mình phải kiểm soát được cái lưới này nè. Đó. Thì nó xem cho nó hợp lý, nó đẹp chưa. Ok, bây giờ để mình save nó lại trước đã ha. Save Control S.